Dạ, quán em ở ở Vĩnh Long đó chị. Cà phê Happy Night. Của 2 năm về trước hả chị? Dạ, bây giờ em cần cập nhật menu á, nên muốn bán thêm trà sữa nên em qua em học lại trà sữa. Dạ có cho học lại rồi cho công thức rồi đủ thứ hết, nói chung là nhiệt tình lắm. Em cũng cảm ơn cô Tiết là đã giải quyết nhu cầu cho em để cho em học thêm món cập nhật menu mới.